Vietsup xin chào bạn. Video clip này mình xin giới thiệu các bạn một sản phẩm của JBL KI81. Mình đang thử tiếng nhạc của nó. JBL KI81 thì sử dụng là hai đường tiếng, một bass 2.5 và hai chung, một cái nằm trên đây, một cái nằm dưới, và họng hơi là hai họng nằm đằng sau. Thì do là cái họng hơi nằm đằng sau nên là cái tiếng bass tiếng lực quýnh ở đằng trước thì nó không có sâu, mà các bạn nghe nó cảm giác không được sâu cho lắm, nhưng mà tiếng bass nó rất là chắc. Sẽ thử một bài. Và cây lá bay đôi tay buồn mà suy tư về đầy đôi mắt nhung kiều xa ôi em tìm đến bên em niềm tin là bấy nhiêu ân tình mà.